Linh đang ở đâu đây? Mình cười tươi đi chứ. Ngày ta vẫn lâu lắm á. Cô ấy nói là 9 giờ mới mở cửa. Bây giờ cũng mới có 8 giờ kém 5 con ạ. Mẹ. Bây giờ mình quay lại xem là cô đã dọn xong chưa nhá. Đi ngoạn chứ.